nhà tôi thì là cả hai vợ chồng đều đánh gôn. Thành ra cái hôm đầu tiên đến thì có cơ hội được thử thách ở sân PGA Ocean ở bên Nova World. Thì ngày hôm qua hai vợ chồng cũng qua thăm dự án Nova World đi một vòng. Và các bạn cũng có giới thiệu một số những cái biệt thự và biệt thự view nhìn sân golf. Thì đối với cả những gia đình golfer thì tôi nghĩ rằng là những cái biệt thự ở sân golf đồng thời là có được cái trải nghiệm cái không gian biển thì nó cũng là một cái lựa chọn. Cũng như cái lịch thanh toán, nói chung là cũng thấy tương đối hấp dẫn. Và tôi nghĩ rằng là cái dự án bên Nova World cũng là những cái lựa chọn tốt cho những cái cư dân mà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì là sau này đi ra đây rất là gần. Nhưng trong tương lai thì là nếu mà cái sân bay Phan Thiết nó mà đưa vào hoạt động thì cũng dẫn rất là tiện để nếu mọi người thay vì đi xe. Cái đường cao tốc mà nó hoàn thiện thì là nếu mà đi đến đây khoảng 2 tiếng thì là rất là tuyệt vời.